Xin kính chào toàn thể những ai yêu thích năng lượng mặt trời. Và ngày hôm nay thì bên mình sẽ tiếp tục setup những cái combo năng lượng mặt trời thuộc phân khúc cao cấp mọi người nhé. Và trong những cái lĩnh vực mà năng lượng mặt trời bây giờ thì nó sẽ có bao gồm rất là nhiều những cái thiết bị năng lượng mặt trời. Và bên mình thì cũng sẽ từng bán và lắp ráp rất là nhiều loại. Nhưng ngày hôm nay thì nó sẽ có thêm một cái loại phân khúc cao cấp, và đặc biệt là nó có những cái tính năng rất là nổi trội. Với cái combo năng lượng mặt trời ngày hôm nay thì mình sẽ lấy cái biến tần Lux Power làm điểm nhấn. Và cái biến tần Lux Power này là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng cũng như là lâu đời ở trong cái lĩnh vực năng lượng mặt trời tại Việt Nam cũng như là một số những khu vực khác. Đó thì bây giờ thì hiện tại thì Lux Power nó đã ra thêm một cái bản gọi là bản gen, với các cái phiên bản là gen bao gồm gen 6kg, gen 8kg và gen 10kg mọi người nhé. Và nó gần như nó sẽ lấn át hết tất cả các cái loại mà phiên bản trước, bởi vì cái tính năng đặc biệt của nó có bao gồm những cái phiên bản tiêu chuẩn, ví dụ như phiên bản SNA và phiên bản cao cấp hơn là phiên bản LXP. Còn bây giờ thì nó sẽ có thêm phiên bản gọi là phiên bản gen. Đây chính là cái bản gen 6kg mà mọi người nhìn thấy này. Đó. Ngoài ra thì mình sẽ set up cái combo này cho mọi người có thể tham khảo một cái combo năng lượng mặt trời rất là cao cấp, mà cái giá trị của nó đầu tư ban đầu cũng sẽ rất là thấp, chỉ có khoảng tầm hơn 80 triệu một chút ít thôi nha mọi người nhá. Với một cái mức giá phải nói là cũng khá là ngon lành. Nó chỉ có hơn 80 triệu thôi, 80 triệu 250 nghìn cho một combo năng lượng mặt trời mà sử dụng hẳn biến tần Lux Power gen 6kW. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ đi theo là pin 14,3 kW nữa. Pin này là pin chính hãng luôn mọi người nhá. Ở đây thì chút nữa mình sẽ nói phân tích kỹ về các cái thiết bị trong cái combo ngày hôm nay, và mình cũng sẽ quay luôn một số những cái sản phẩm cho mọi người có thể tham khảo với cái dòng cao cấp. Trước khi đi vào phân tích những cái điểm hay nổi trội cũng như điểm mới của cái biến tần Lux Power bản gen 6kg cũng như là gen 8kg và gen 10kg và một số những pin lưu trữ dòng cao cấp, ở đây mọi người có thể nhìn thấy là pin SVE và pin HINA là toàn là pin cao cấp thôi, thì mình sẽ nói về cái combo năng lượng mặt trời cao cấp ngày hôm nay với mức giá là 80 triệu 250 nghìn mọi người nhé. Và nó sẽ có bao gồm những gì? Thì với cái mức giá là cả combo 80 triệu 250 nghìn cho cái combo năng lượng mặt trời, nó sẽ bao gồm là một cái biến tần Lux Power bản gen 6kW là bản mới nhất và nhiều chức năng hay nhất đối với cái dòng biến tần của Lux Power. Đó là một biến tần Lux Power gen 6kg này. Với cái bản gen 6kW này sẽ được bảo hành 5 năm. Tiếp theo là bao gồm là 9 tấm pin Longji hàng loại A hai mặt kính với công suất là 545W, và pin này là pin của hãng Longji hàng loại A mọi người nhé, hai mặt kính, và nó sẽ được bảo hành đến tới là 12 năm. Ngoài ra thì đi theo trong cái combo này nữa, đó chính là một khối pin lưu trữ của Eco Plus. Pin lưu trữ Eco Plus này có dung lượng là 280Ah, nó tương đương với khoảng tầm 14,33 số điện mọi người nhé. Và khi chúng ta mua toàn bộ combo này thì bên mình sẽ khuyến mại và tặng kèm thêm tủ điện. Với cái tủ điện Hybrid này sẽ sử dụng bằng ATS chuyển nguồn 3 pha tự động. Đó, và nó sẽ bao gồm như này. Với cái tủ điện này sẽ có giá trị là 4 triệu 500 nghìn. Và bên mình sẽ tặng kèm tủ điện này khi mà chúng ta mua combo một biến tần Lux Power gen 6kg, 9 tấm pin 545W của hãng Longji hàng loại A hai mặt kính, và một khối pin Eco Plus 280A, dung lượng 280A, tương đương với 14,33 số điện mọi người nhé. Với cái khối pin mà Eco Plus này thì nó sẽ được bảo hành là 3 năm, biến tần bảo hành 5 năm, và pin năng lượng mặt trời sẽ bảo hành là 12 năm. Còn nếu như chúng ta khi mà chúng ta sử dụng muốn cái thời gian bảo hành lâu hơn thì nó sẽ có bao gồm những cái khối pin lưu trữ, ví dụ như là SVE là cao cấp hơn nữa. Khối pin lưu trữ này thì nó cũng vẫn là 280Ah, tương đương với 14,3 số điện này, 14,3 kWh, tức là 14,3 số điện nhé. Thì với khối pin này sẽ là bảo hành 5 năm. Còn nếu như ai mà chúng ta quan tâm đến cái mức bảo hành lâu dài trong quá trình sử dụng mà không lo lắng gì, thì nó sẽ có thêm một cái dòng pin cao cấp hơn hẳn, đó chính là pin HINA. Pin HINA này nó sẽ bảo hành đến tới khi mà kết hợp với cái biến tần Lux Power gen 6kg này. Khi mà kết hợp nhé, biến tần Lux Power gen 6kg và pin lưu trữ HINA thì nó sẽ có thời gian bảo hành cực kỳ dài, lên tới là 10 năm mọi người nhé. Và cũng có một cái điều chú ý cho tất cả mọi người nhé, khi chúng ta quan tâm đến cái combo năng lượng mặt trời ngày hôm nay thì combo mình đã báo giá cũng như là cái mức bảo hành cho từng cái sản phẩm rồi. Thì với cái mức giá là 80 triệu 250 nghìn cho combo này, nó sẽ chưa bao gồm là phụ kiện cũng như là phí lắp đặt và vận chuyển mọi người nhé. Mọi người sẽ chú ý điều này, bởi vì cái phí vận chuyển này cũng như là cái các cái phụ kiện thì nó còn phụ thuộc vào khi chúng ta lắp ráp nhiều số lượng tấm pin hay không, và lắp theo cái máy nó sẽ có như thế nào thì phụ kiện nó sẽ khác nhau. Thì cái đấy thì bên mình sẽ báo giá chi tiết cho những ai quan tâm. Bên mình sẽ gửi bảng báo giá trực tiếp. Nếu chúng ta quan tâm thì có thể liên hệ số điện thoại góc dưới bên tay trái của video này nhé.
về cái chế độ bảo hành của lắp power thì nó cực kỳ uy tín. Thường thì hãng nó sẽ cam kết là bảo hành trong vòng 48 tiếng mọi người nhé, cho nên chúng ta sẽ rất yên tâm trong quá trình dùng. Ngoài ra thì cái biến tần lắp power này nó vào thị trường lâu đời rồi, cũng như là cực kỳ tên tuổi rồi. Những ai mà chúng ta chơi về năng lượng mặt trời thì chắc chắn là không thể không biết đến cái thương hiệu là lắp power. Và đây là một cái phiên bản cực kỳ mới, gọi là phiên bản gen. Đó, phiên bản gen này thì nó sẽ hay hơn nhiều phiên bản cao cấp trước là phiên bản NXP. Và với cái combo này thì là combo phiên bản 6kW thì nó cũng đã đáp ứng được rất là nhiều những cái nhu cầu cho đại đa số gia đình chúng ta sử dụng rồi. Còn những ai mà chúng ta có điều kiện về kinh tế và sử dụng nhiều thiết bị điện cũng như là nó nhiều tiền điện hàng tháng thì chúng ta cũng sẽ quan tâm đến những cái phiên bản công suất lớn hơn. Gen này là gen 6kg thì cái phiên bản ở kia. Còn thứ hai nữa là chúng ta có thể quan tâm đến những cái phiên bản là gen 8kW này và phiên bản gen 10kW. Về cái chức năng mẫu mã thì nó cũng gần tương đương nhau, nhưng mà về cái công suất là khác nhau mọi người nhé. Thì tùy theo linh hoạt, nếu như chúng ta sử dụng nhiều điện hay ít điện thì chúng ta sẽ quan tâm đến từng cái loại thiết bị với công suất tương đương. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về những cái điểm nổi trội của cái biến tần lắc power bản gen 6kW hoặc là 8 hoặc là 10. Thì nó cũng đều là phiên bản gen, gọi là phiên bản gen thay cho LXP hoặc là SNA nó đang bán trên thị trường. Và cái phiên bản này nó thuộc phân khúc cao cấp của lắc power nhé. Với những cái phiên bản gen này thì nó sẽ có bao gồm 8 cái điểm nổi trội so với các cái phiên bản trước. Thứ nhất là chúng ta có thể kể đến là nó có IP65, chống nước, chống bụi, nó tương đương như là LXP. Và thứ hai nữa là nó sẽ chạy mát mái hơn, không ồn. Chống bụi bẩn thì nó sẽ cũng đồng nghĩa với việc là chống nồm ẩm, ví dụ như khí hậu miền Bắc thì nó sẽ bền hơn với những cái mà có IP21. Đó. Ngoài ra thì về phần màn hình nó cũng sẽ nâng cấp lên, màn hình nó sẽ là trực quan hơn rất là nhiều so với phiên bản LXP hay là SNA. Cho phép nhận cái đường PV này từ pin năng lượng mặt trời xuống bằng 200% công suất của máy. Có nghĩa là với cái phiên bản 6kg này thì nó sẽ cho phép nhận lên tới là 12kW pin PV. Đấy là một cái điểm mà nổi trội hơn hẳn so với các cái phiên bản trước cũng như là các cái biến tần trên thị trường hiện đang có bây giờ. Ngoài ra nữa thì với cái phiên bản này khi chúng ta đáp ứng được cái công suất PV từ 150% công suất trở lên so với máy thì cái máy này nó sẽ khai thác được nhé mọi người nhé. Tức là máy 6kg nhưng mà nó sẽ chạy được cái công suất PV xuống là lên tới 150% của 6kg. Cái điều thứ 6 là khi mà mất điện thì với cái máy này nó vẫn sẽ chạy được full tải là 6kW mọi người nhé. Khi mà mất điện vẫn chạy được full tải 6kW. Điều thứ 7 đó chính là nó kết hợp được với những cái biến tần cũ mà chúng ta đang có, nhất là những cái biến tần hòa lưới trước đây chúng ta đầu tư, thì chúng ta có thể kết hợp với cái biến tần đó thông qua cổng gen này. Đó, nó sẽ tạo được hai hệ thống chạy kết hợp lại với nhau, tăng công suất. Ví dụ như chúng ta có một cái bản gen là 6kg này, cộng thêm có một cái bản hòa lưới nữa là bản 3kg hay là 6kg chẳng hạn, thì chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau. Đấy là một cái điều rất là hay. Điểm số 8 là nó không cần ATS, tức là chúng ta không cần ATS bên ngoài vẫn có thể hoạt động được. Bởi vì cái này nó cho phép là chúng ta dẫn dòng từ AC sang khi có điện lưới nào dẫn tới 90A. Và với cái 90A này thì nó đáp ứng hầu hết với những cái điều kiện dùng điện trong nhà chúng ta rồi. 90A là công suất rất lớn, tương đương với 20kW cơ mà. Đó, thì đấy là những cái điểm nổi trội, 8 điểm nổi trội so với cái phiên bản cũ. Phụ kiện đi theo cái biến tần lắc power gen 6kW này thì nó sẽ có bao gồm ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy này, nó cũng sẽ có sách hướng dẫn này, rồi là dây giao tiếp pin này, rồi là các cái chân móc này. Đây, giao tiếp pin các thứ này, giao tiếp với biến tần nó có thể là kết nối parallel để nó tăng gấp đôi công suất hoặc là gấp mấy lần công suất khi chúng ta kết hợp song song các máy với nhau. Rồi là wifi này, đó, hay là CT ngoài này, CT tức là cái bộ cảm biến dòng này. Ngoài ra thì nó còn đi theo là các cái ốc này, rồi là các cái rắc chuyên dụng của nó. Đấy, mọi người thể nhìn thấy không, rắc pin cũng như là các cái rắc mà cổng grid, cổng loát, cổng gen đó, rồi là các cái dây giao tiếp, rồi là kết nối CT bám tải và wifi có thể chúng ta có cắm ở đây. Và với cái hệ thống mà biến tần gen 6kW kèm với là 9 tấm pin 545W của thương hiệu Longji và một cái khối pin lưu trữ lên tới là 14,33 số, thì chúng ta có thể khai thác được với cái công suất máy là liên tục khoảng tầm gần 5.000W, cũng như là với một ngày thì chúng ta có thể khai thác gần 30 số điện mọi người nhé. Ngoài ra thì chúng ta có thể là nắp thêm tấm pin cho cái máy này, nó chạy được tối đa lên tới là 20 tấm pin thì nó sẽ khai thác được công suất tối đa của máy lên tới là 9.000W mọi người nhé. Cái điểm tiếp theo là cái khối pin lưu trữ thì khi mà tính từ thời điểm hết nắng thì nó sẽ xả được là thêm 14,3 số điện nữa.
Với cái khối pin lưu trữ lithium này thì nó sẽ lưu được là hơn 14 số, cho nên là khi mất điện về ban đêm thì chúng ta cũng sẽ thoải mái dùng những cái thiết bị cơ bản. Còn khi mất điện về ban ngày mà chúng ta lắp đủ số lượng tấm pin thì chúng ta vẫn sẽ dùng với một cái công suất tương đương với một cái máy phát là 6 kW mọi người nhá. Sẽ chạy được thoải mái, điều hòa rồi các thiết bị trong nhà, nồi cơm, tivi, tủ lạnh, điều hòa các thứ chúng ta vẫn dùng đầy đủ luôn. Với công suất 6 kW là rất nhiều. Và điều hòa, ví dụ mọi người có thể quy đổi ra điều hòa thì mỗi một cái điều hòa 12.000 BTU chẳng hạn thì nó cũng chỉ chạy khoảng tầm tối đa công suất là 1.200W thôi. Và nếu như chúng ta chạy điều hòa không thì nó cũng sẽ chạy lên tới khoảng tầm 5 cái điều hòa cùng một lúc rồi. Và ngoài các thiết bị mà pin lưu trữ cao cấp hay là biến tần cao cấp, các cái phân khúc thì bên mình cũng sẽ còn có rất là nhiều những cái loại biến tần khác nhau nữa, cũng như là pin lưu trữ khác nhau nữa. Thì những ai mà chúng ta quan tâm thì cũng hãy ghé qua cái kênh của mình, cũng như là hãy liên hệ số điện thoại thì bên mình sẽ có người tư vấn nhá, bao gồm các cái thiết bị rồi là linh phụ kiện về năng lượng mặt trời. Chúng ta muốn quan tâm đến hệ thống mà nó khai thác nhiều điện hơn thì chúng ta chỉ việc linh hoạt, đó chính là thêm số lượng tấm pin. Với số lượng tấm pin thì nó có thể khai thác lên tới là tối đa lên tới khoảng tầm 20 tấm mọi người nhá. Còn đây thì mình sẽ set up trước cho những ai chúng ta đầu tư ban đầu nó bớt đi, còn sau này chúng ta có thể nâng cấp thêm. Và chúng ta nếu như quan tâm với các cái phân khúc mà nó ít tiền hơn, bình dân hơn thì bên mình sẽ có bao gồm rất là nhiều những loại phân khúc biến tần khác nhau, rồi là những cái thiết bị pin lưu trữ khác nhau. Thì mọi người cũng thể liên hệ cái số điện thoại ở góc dưới bên tay trái của video này, thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn kỹ thuật rồi là báo giá chi tiết, gửi bảng báo giá chi tiết cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video lần tới.